Kim Dung xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày 11 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa Quân dân năm 2023 của khu dân cư Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tỉnh Hưng Yên cũng như khu dân cư Bình Dân đạt được trong thời gian qua. Năm 2023, Hưng Yên là một trong 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, quốc phòng an ninh được tăng cường, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nhân dân đồng lòng góp công góp sức xây dựng các khu dân cư văn minh, an toàn, giàu đẹp và bình yên. Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tiền hỗ trợ xây dựng 20 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng cho tỉnh Hưng Yên. Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP qua hình thức live stream trên các kênh truyền thông đa phương tiện là một xu thế đang được nhiều địa phương trong cả nước áp dụng. Đây là cơ hội giúp cho các chủ thể mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối nhiều tệp khách hàng ở phạm vi rộng. Một buổi live stream bán hàng của hơn 4 tiktoker đã quảng bá bán sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên như tương bần, tinh bột nghệ, mật ong, lòng nhãn. Trong một thời gian ngắn, chương trình đã bán được 1.800 đơn hàng nhãn và nông sản với doanh thu 245 triệu đồng. Dự kiến sau chương trình có thêm 400 đến 500 đơn hàng với doanh thu khoảng 70 triệu đồng. Đây là chương trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức. Buổi live stream đã dần thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp thời 4.0 cho bà con nông dân. Không chỉ sản xuất giỏi mà người nông dân sẽ từng bước trực tiếp đưa sản phẩm của mình tới người tiêu dùng cả nước thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Trước kia, người dân xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên trồng lá song chỉ trông chờ vào vụ bán lá song dịp Tết. Tuy nhiên gần đây, nhờ có cơ sở thu mua lá song xuất khẩu của anh Dương Văn Tùng trên địa bàn thôn 4, bà con có thể thu hoạch lá song bán quanh năm với giá cao tương đương với lá song bán Tết nên rất phấn khởi. Hiện cơ sở của anh Tùng đứng ra thu mua lá song cho bà con với giá từ 300 đến 400 đồng một lá song, cao hơn nhiều lần so với giá bà con bán tại chợ. Để bán được lá dong cho các công ty xuất khẩu, anh Tùng hướng dẫn bà con cách chăm sóc và thu hái lá dong đảm bảo tiêu chuẩn, lá rộng từ 23cm trở lên, được phân loại, sơ chế, sát trùng kỹ trước khi đóng gói. Tháng 10 vừa qua, cơ sở thu mua lá dong của anh Tùng đã thu mua hơn 30 vạn lá dong cho bà con xã Quảng Châu và một số địa phương lân cận như Hồng Châu, Hoàng Hành. Sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với huyện đoàn Văn Giang, Văn Lâm và đoàn trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tổ chức ra quân tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch dòng sông quê hương năm 2023. Tại đây, gần 30 bạn đoàn viên thanh niên đã tiến hành thu gom vớt rác thải trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sạch môi trường hệ thống sông Bắc Hưng Hải, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý. Đến nay, cả nước đã có 44 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Đây là thách thức với ngành chăn nuôi từ nay đến cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao. Theo báo cáo của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến hết tháng 10 vừa qua, cả nước đã xảy ra 481 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, hơn 18.000 con lợn đã phải tiêu hủy. Trong đó, dịch bệnh xảy ra dai dẳng nhất là tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Đắk Lắk, Sơn La và Nghệ An. Dù ngành chăn nuôi ở các địa phương đã nỗ lực khống chế dịch bệnh, nhưng đến lúc này, số lợn chết vẫn chưa giảm. Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên loay hoay do trượt giá vật liệu dẫn đến thanh quyết toán khối lượng công trình bị thua lỗ. Đến nay, Sở Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể theo thông tư của Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ nút thắt này giúp doanh nghiệp. Theo thông tư của Bộ Xây dựng, trường hợp giá vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại điểm B khoản 3 điều 9 mục 1 phụ lục 4 thông tư số 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
Bên cạnh đó, khuyến khích nhà thầu lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án. Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ nổ lốp trước, đâm vào block đường bên phải khiến 3 người bị thương phải đi viện cấp cứu. Trên xe có tổng cộng 6 người, gồm cả lái, phụ xe. Khi đi đến km 48 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Gia Lộc, bất ngờ bị nổ lốp trước, lái xe mất lái, đâm vào block đường bên phải làm 3 người trên xe bị thương. Xe ô tô bị hư hỏng nặng, kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe kết quả âm tính. Các chuyên gia xây dựng cho biết bởi mặt đường tăng độ bám và ma sát nên lốp xe đã nhanh mòn hơn. Quá trình chạy thì nhanh nóng hơn, áp suất trong lốp tăng nhanh. Nếu chất lượng lốp không tốt sẽ gây nổ bất ngờ. Tài xế luôn nhớ phải kiểm tra lốp định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khoảng 11 giờ 15 phút trưa nay, một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã làm 3 công nhân tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên có 4 công nhân, trong đó có một nữ đứng trong lồng sắt được dây tời kéo lên cao để thi công thì bất ngờ dây cáp bị đứt. Một nam công nhân đã may mắn thoát được ra ngoài. 3 công nhân còn lại, trong đó có một nữ công nhân rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đã có rất nhiều xe cứu thương đến hiện trường. Hiện công an thành phố Phan Thiết đã phong tỏa khu vực trên để điều tra. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn công nhân may mặc ở Bangladesh đã xuống đường đòi tăng lương suốt tuần qua. Các cuộc biểu tình gần thủ đô Dhaka đã dẫn tới bạo lực khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông. Hồi đầu tuần, một cuộc biểu tình lớn ở thành phố công nghiệp Ghazipur, cách thủ đô Dhaka khoảng 25 km về phía bắc, nổ ra. Khoảng 10.000 công nhân bỏ việc và xuống đường sau khi có tin chính quyền không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tăng lương của họ. Các cuộc biểu tình quy mô lớn khác đã xảy ra tại một số vùng lân cận ở Dhaka. Liên đoàn công nhân công nghiệp và may mặc Bangladesh cho biết cuộc sống của công nhân may đã trở nên khó khăn hơn vì lạm phát. Các công nhân đã phải giảm bớt thức ăn để đối phó với việc giá cả tăng vọt. Họ đang phải ăn ít hơn để sống sót và làm việc. Lahore, siêu đô thị với 13 triệu dân tại Pakistan mới đây đã phải đóng cửa các cơ sở công cộng vì tình trạng ô nhiễm lan rộng ở Nam Á, nơi người dân đã phải hít thở không khí độc hại trong gần một tuần. Theo công ty công nghệ IQE, thành phố đông dân thứ hai của Pakistan với hơn 13 triệu dân đã đóng cửa hàng loạt các trường học, công viên, trung tâm thương mại và văn phòng làm việc sau khi chỉ số chất lượng không khí AQI tăng vọt lên mức hơn 400. Con số đó được xếp hạng ở mức nguy hiểm. Chính quyền địa phương sẽ hạn chế di chuyển của người dân đến và đi từ các khu vực này bằng phương tiện giao thông công cộng và cá nhân. Ngoài ra, việc tụ tập nhiều hơn 4 người ở một nơi bị cấm. Các nhà khoa học vừa phát hiện lại một loài động vật có vú ở Indonesia sau hơn 60 năm kể từ lần nhìn thấy gần nhất. Loài động vật vừa được tìm thấy được mô tả là có gai của nhím, mõm của thú ăn kiến và chân của chuột chũi. Loài động vật này được gọi là thú lông nhím mỏ dài Attenborough, theo tên của nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough. Hình ảnh cá thể thú lông nhím mỏ dài được ghi lại bằng bẫy ảnh trong ngày cuối cùng của chuyến thám hiểm kéo dài 4 tuần do các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford thực hiện. Loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough vừa tái xuất hiện được nhóm nghiên cứu mô tả là sống trong hang, sống về đêm, nhút nhát và khó phát hiện. Loài này chỉ được ghi nhận một cách khoa học một lần duy nhất vào năm 1961 do một nhà thực vật học người Hà Lan ghi nhận. Các nhà khoa học thuộc Liên minh châu Âu EU cho biết năm 2023 gần như chắc chắn sẽ là năm nóng nhất trong 125.000 năm qua. Nhận định này xuất phát từ dữ liệu ghi nhận tháng 10 năm 2023 là tháng 10 nóng nhất từ trước đến nay. Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của EU cho biết tháng 10 năm 2023 đã phá vỡ kỷ lục tháng 10 năm 2019, trở thành tháng 10 nóng nhất từng được ghi nhận. Nếu tình trạng này tiếp diễn ở những tháng kế tiếp, năm 2023 nhiều khả năng sẽ trở thành năm nóng nhất trong suốt 125.000 năm qua. Copernicus mô tả sự bất thường của nhiệt độ trong tháng 10 là rất khắc nghiệt. Kỷ lục của năm 2019 bị phá vỡ bởi 0,4 độ C. Đây là mức chênh lệch rất lớn.
Tình trạng nắng nóng kỷ lục nói trên là kết quả của quá trình phát thải khí nhà kính liên tục từ hoạt động của con người, kết hợp với hiện tượng thời tiết El Nino xảy ra trong năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.